Hello, Như quay hello, đầu là nghe như đây. thế nào? À, Hello, nghe lâu đây. lắm đi gặp được bà chị ở nước ngoài. Đang có một cái cơn bức xúc với cái bọn mà chống phá đất nước ở Việt Nam. Nó tối ngày nó yêu cây xanh với lại yêu cá với lại yêu biển. Mà cái khi mà mưa bão nó xuống ấy, người ở Nghệ An ấy, nó chết là lượt ra, mà có thấy cái bọn yêu cá yêu biển yêu cây xanh ra đi vớt người đâu, mà toàn có thấy cộng sản đi vớt không. Đúng rồi, cho nó một bài Em nói chị nghe là cái bọn này ấy, mà nó không đi biểu tình, nó ngừng biểu tình là nó mất 200 bạc, nó không có tiền mua cá mua thịt nó ăn. Nó yêu cá thì nó không ăn cá đâu, cái bọn này em phải tôn thờ cá lên bàn thờ bát hương nhà bà. Em nói chị nghe này, nếu mà không có cộng sản, không có Bác Hồ ấy, từ năm 45 trở về đây ấy, được ăn no mặc ấm không? Hay là ăn no bom đạn của cái thằng Mỹ rồi? chính xác Alo? là đúng Sao mà rồi nghe em, bé thế nhỉ? là không bé đâu, nói được rồi đấy đấy, cứ nói đi. Mà nó nói bảo là nó bôi bác Bác Hồ với lại bôi bác Đảng Chính phủ Việt Nam. Cái bọn này là cái bọn ở ngoài Hà Nội đấy, là có một nhóm là cái bọn đấy là bọn con cháu địa chủ, còn ở trong miền Nam là một số cái chế độ ngụy quân ngụy quyền nó còn lại. Nó ở bên nước ngoài nó nói về Việt Nam, nó bảo là nó đi tù cộng sản nên bây giờ nó căm thù cộng sản. Em nói chị nghe, em bảo nó ở đây này, mày á, mày cộng sản bắt mày đi tù, mày đang còn được về, mày ăn cơm ăn cứt của cái thằng Mỹ ấy, mày được vượt qua nước ngoài mày ở. Chứ mày bắt cái cộng sản ấy, mày moi tim mổ ruột người ta, mày chôn sống người ta, mày luộc người ta trong chậu nước sôi ấy, người ta còn về được không? Đúng rồi, chúng nó đi Cái bom mà nó thả xuống cái đất miền Nam nhà ba ấy, chứ đừng nói ngoài Bắc nha. Bao nhiêu người, trẻ con, người già, người trẻ bị cái bệnh tê liệt hết người đấy. Con chó mà nó hai chân nó còn đi biết đi kiếm cơm nó ăn, những cái người đấy người ta kiếm làm sao được cơm ăn. Cái thằng Mỹ nó bỏ bom xuống mà nó sang Việt Nam mà nó nhìn thấy nó còn rơi nước lệ. Nhưng mà cái bọn mà chống cộng cực đoan này này là cái bọn không tim. Cái bọn này là không có tim có gan gì đâu. Hắn là súc vật. Cho nên là hắn chống đối cái thằng Mỹ, không cung cấp cái tiền đấy cho người ta ăn. Em hỏi rằng chị là hắn trước khi mà nó tụt quần nó đi sang bên Mỹ đấy, hắn để lại một cái đất nước tàn phá, có còn cái gì đâu. Nào là hố bom, nào là bom mìn, nào là chất độc, nào là người thương tật, nào là gái điếm, răng mai, xe đa. Hắn để lại cho Việt Nam phải dọn dẹp những các cái chiến trường của nó. Giải phóng được Sài Gòn ấy là cái thoát cái trẻ em 12, 13 tuổi đến người lớn, người già là thoát được cái cảnh mà cái bọn nguy hiên với cái bọn Mỹ nó đè ra, nó hiếp dâm con người ta. Hắn hiếp xong là hắn bắn người ta chết luôn. Thế mà anh mở miệng nói là cộng sản hèn với giặc ác với dân. Em bảo này, chúng tao hèn đấy, mày chê cộng sản, ba thằng cộng sản ngồi trên cái lá đu đủ không gãy, mà nó đánh cho mày phải tụt quần mày chạy sang bên Mỹ. Mày sang bên Mỹ rồi mà cái thằng Mỹ nó vào tận nhà nó bắn chết một cái đứa em bé 12, 13 tuổi. Chúng mày có dám bắt cái cờ sổ lá ba que nó ra ngoài đường đi biểu tình là mày, tao theo mày như thế, tao hộ mày, tao ủng hộ mày như thế, tao theo mày, tao đi chửi đít cho mày, mà bây giờ mày bắn ở đồng bào của tao, chúng mày có dám đi ra biểu tình không? Nó bắn chúng mày vỡ sọ, đúng không? Đúng rồi. Em nói những cái người mà nhà báo, kể cả ông Phương Hùng cho đến mọi người, tất cả nhà báo thì Quốc Ly cũng thế, có đủ bản lãnh mà quay những cái nơi mà Việt Kiều sang bên Việt Nam và Cộng Hòa sang bên là không có nơi ăn thì ở đi ăn xin ăn mày, đánh bạc, đánh cờ, ăn cắp, ăn trộm, có dám đi quay những cái chỗ đó không? Không dám. Mà anh kiểu quay có một cái góc của cái chợ với là cái góc của cái thành, hắn là nói thành phố như như ở ngoài ngoài Bắc mình ấy, người miền Nam, người cộng sản ấy, thì người ta nói là ở đấy là cái xã, cái thôn, nhưng mà hắn gọi là cái thành phố. Cái thành phố của nó như là như 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 cái quận Bình Tục ấy, mà nó quay những cái nhà ở bên đó, như nhà 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 của cái bọn dân tộc ở trên miền rừng ấy. Mà anh suốt ngày anh sủa ở Việt Nam, anh giàu lắm, anh có đô la. Cái Em nói cái đó. con người Việt Nam Cộng Hòa mà anh nói ở trên mạng, em nói mạng thân, em nói em bảo thế này, anh bảo là thằng Mỹ nó có đô la, đồng đô la của nó đi khắp nơi em ạ.
Việt Nam Cộng Hòa chống cộng chúng mày ấy, con trai thì đi đánh thuê mà con gái chúng mày đi nô lệ tình dục. Nó bảo là nô lệ tình dục cho thằng Mỹ còn hơn nô lệ tình dục cho cộng sản. Ta bảo đúng rồi, thằng Mỹ nó dài nó to cho nên mày nô lệ cho nó, mày đã. Còn thằng cộng sản nó bé lắm, chúng mày không đủ cơn của chúng mày, cho nên chúng mày phải bán mồ mả tổ tiên chúng mày đi để chúng mày đi theo cái thằng Mỹ. Chúng mày có tiền chúng mày chạy sang bên Mỹ chúng mày ở, rồi là mày cái mồ mả của bố mẹ chúng mày đấy, chúng mày có mang đi được không, anh em chúng mày có mang đi hết được không? Mà suốt ngày chúng mày chống phá ở Việt Nam, chúng mày nhằm đánh vào các cái công ty để cho con em Việt Nam không có công ăn việc làm. Chúng mày nói là công ty nó ô nhiễm, rồi là cộng sản bắt tay với Trung Quốc để hại dân. Em nói gì nghe này, em đang ở nước ngoài đây này, một nóc 10 nóc nhà, 9 nóc nhà ở công ty người ta không chất độc. Người Việt Nam mình ấy là lười nấu ăn, rồi là đi làm về là rượu nốc cho no này, cơm không ăn nữa là hôm nào cũng say bị không nổ ruột không chết à. Rồi là cứ đổ tội cho là chính phủ cộng sản người ta banh mồm người ta đổ rượu vào miệng à. Chính xác, đúng không? Đúng rồi. Ăn thì ăn lung tung tầm bậy. Bây giờ xã hội là người ta vì lợi ích cá nhân của mình mà đi buôn phải có láo léo nó mới có lãi. Tiến làm, nhưng mà mình là cái người đi mua thì mình không mua thì nó làm sao nó làm ra được. Anh làm léo tôi không mua thì ngày mai nó ế hàng nó không làm được. Ngày mai nó ế hàng nó không làm được thì đâu nó làm nữa. Nhưng đằng này nó bán nó cứ mua, người ta nói lại cứ bảo là hơi rồi chết làm sao được, chết thì lo cái gì. Thế cộng sản người ta bắt mình ăn các cái đồ đấy, người ta đưa cách miệng mình ra người ta đổ vào à, chứ mở miệng là chứ đổ tụng. Thế rồi hai nữa là có cái bệnh như này này, khi mà nó tham gia giao thông ấy là cái bọn nó là không phải là bọn người Việt Nam mình đâu nha, cái bọn nó là cái bọn phản quốc đấy. Hắn giàn dựng, hắn đóng hè đóng tuồng cũng là hàng biết thôi, người ta nhìn nhận ra hết. Đúng rồi. Hắn lấy lý do nọ, lấy gì lý do kia, hắn đấu lý với cảnh sát, một đứa quay video với một nó là đây cái bọn đấy là bọn phản quốc đấy, chứ không phải dân Việt Nam mình đâu. Đúng rồi. Là em nói chị nghe rồi, nó nói là cộng sản cướp đất. Em nói chị nghe nè, những cái người thành phố người ta không hiểu được, chứ em là người nhà quê em hiểu. Trước khi giải phóng xong là Việt Nam mình đấy, là người ta cấp cho mỗi một hộ gia đình là 70 m² làm nhà. Ai sinh con đẻ cái mà kết hôn người ta cũng cấp đất, không bán không gì cả, cho không. Nhưng mà đến khi mà người ta khoán hẳn rồi đấy, là người ta với khi đấy nhà nước người ta mới bán đất. Mới bán có 2-3 năm nay chứ bao nhiêu, đến 7-8 năm nay chứ bao nhiêu, còn trước đây người ta đâu bán. Rồi là những quần ruộng nương đấy, là người ta giao khoán hẳn cho mỗi một người, đầu người là 3 sào, 2 sào, đúng không? Nhưng cái khi mà người ta khoán hẳn là mỗi một sào là 40 cân chẳng hạn, nhưng đến khi anh làm được bao nhiêu anh ăn, còn đóng sản cho người ta là 40 cân ruộng đất của nhà nước. Nhưng mà đến khi mà đấy là cái ngày đấy là phải đang nuôi bộ đội là phải đóng sản, thì bây giờ bộ đội người ta tự lo lấy, người ta tự tăng gia sản xuất, mình không phải nuôi nữa thì là sản. Bây giờ mình làm ruộng đâu phải mất đóng sản đóng ruộng gì đâu. Nhà em làm đây này 7-8 sào ruộng, gần 2 tấn lúa, một sào 3 tạ 4 tạ. Ăn làm sao hết, một vụ ăn không hết phải bán đi. Như ngày xưa mà chiến tranh đấy, chủ ăn củ chuối, ăn khoai, còn ruộng làm được gạo bao nhiêu là gửi cho bộ đội ăn hết, chứ đâu được ăn. Nhưng ngày nay ấy, cơm no áo thịt đầy rồi là hắn rực mở, suốt ngày hắn phơi phới ra ngoài đường, hắn đi biểu tình, hắn yêu cá, yêu cây xanh, hắn yêu mà bố mà mẹ nhà ba nó ngoài đường, hắn đi phao chống phá đất nước. Rồi hắn bảo là đến khi ấy, người ta khoán sản cho anh rồi, bây giờ ví dụ như cái thửa ruộng này hoặc là cái lô đất này người ta cần, người ta nhà nước người ta cần dùng, người ta sẽ thu hồi đất lại, là bắt đầu anh ra anh không muốn trả cho người ta, anh ra anh nhảy múa, nó bảo là cộng sản cướp đất với nhà nước, chính quyền cướp đất với công an cướp đất của dân, dân đi mua được đất của nhà nước à? Ai cũng như anh rồi, nhà nước người ta đâu còn đất, ruộng đất là của nhân dân của tất cả, nhưng mà anh đã bầu người ta lên, người ta nắm quyền là người ta phải quản lý cho mọi người, ai cũng như anh người ta mất còn đâu còn đất của nhà xã hội nữa. Nó mở miệng cái là anh bảo người ta cướp đất. Em mới nói cho chị nghe, cái người dân Việt Nam mình ấy là lòng tham vô đáy. Đúng rồi. Lòng tham lắm, sống không thật thà. Em không dám nói cả, đấy là mình nói một cái số người thôi.
Thế rồi là cái bọn mà phản quốc này này hắn lợi dụng, là hắn đi đến hắn cùng ủng hộ cái gia đình đấy, rồi hắn quay video hắn nói xấu nói xa, rồi cái bọn ở hải ngoại đấy tưởng thật đây, rồi là nhảy tưng tưng lên, rồi là nói Việt Nam xấu hay là Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cái bọn hải ngoại đấy cơm không có mà ăn, suốt ngày thì đi lang thang ngoài đường đi xin ăn, sao không chúng nó không đóng tiền nuôi cái bọn đấy, cùng đồng đội với nhau đấy, sang bên với nhau đấy, cùng sống chết với nhau trên một cái con thuyền quần quần đấy chạy đấy, sao không nuôi người ta, không lo cho người ta để người ta đi ăn xin, mà lại cứ đi nịnh hót mấy cái ông già ở bên nó rụng răng ạ. Nhà nước Mỹ nó cho hai đa xu đấy, chứ đi nịnh hót mấy cái ông già rụng răng nó được mấy đồng tiền là nịnh được 5 đồng thì gửi về 2 đồng, còn cái lừa đảo người ta để kiếm ăn, lấy người khôn làm giàu, lấy người ngu làm giàu người khôn. Chỉ biết người ngu thì nghe, những người ngu là người ta thiếu hiểu biết, rồi nịnh hót lừa người ta. Rồi là ở Việt Nam cũng thế, mấy cái thằng cầm đầu đấy cũng là lấy người ngu, là những cái bọn người dân ngu cu đen đấy, người ta đi buôn bán. Bây giờ thì ở Việt Nam mình là nó dẹp những các thành phố rồi không đi buôn bán nữa, rồi những cái con kia cave, rồi những thằng ăn cắp giật người dọc đường đấy, đó là nịnh hót mấy cái bọn đấy, bọn nghiện hút đấy, nịnh cái bọn đấy là ăn đi biểu tình cho để là đáng là phải cho người ta được 1 triệu, ở bên kia nó cho 1 triệu nhưng mà chỉ chơi yêu người ta 200, vì đồng tiền mà bán rẻ tổ quốc. Rồi là suốt ngày nói yêu nước, yêu cá, yêu cây xanh. Tôi bảo nó cây xanh nó đổ là lượt Hà Nội vừa rồi đấy, có thấy cái thằng nào ra yêu cây xanh mà ôm nước cây xanh mà trồng nó lên mà bón cơm bón nước cho nó đâu, có thấy thằng nào đâu. Mấy khi người ta hạ cây cây nó to quá thì cây già măng mọc, người ta già rồi người ta phải đốn đi, người ta trồng cây nhỏ lên đấy, là người ta thường nói là cây già mà cây già măng mọc. Anh ra nói yêu cây xanh, tôi bảo với chính phủ ở đây này, nếu mà nó yêu cây xanh ấy, viết một cái biên bản cái cây này anh yêu mà anh ký vào đây cho tôi, nếu cái cây này nó mà đổ mà chết người anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi chắc 7 đời nhà nó có dám ra nó đi ký vào đây cái tờ giấy đâu không, cái đồng tiền này bên hải ngoại mà không cấp tiền về, tôi xem nó có ra nó yêu cây xanh không. Anh tưởng vài cái thằng giật dẹo ở bên hải ngoại bênh vực cho nó, rồi hắn to tiếng lớn lời, hắn chửi hết ông to bà nhỏ, hắn nói là hắn là dân oan, oan cho nó một cái cổ quan tài chôn nó xuống 7.000 đất đấy, tầng đất đấy, oan cái gì cái bọn đấy, cái bọn bán nước hại dân ấy. Hắn còn đi ra công an, mà những cái thằng Dũng xe ôm hắn đi ra công an, mà là mày, hắn nói là hắn dân oan, mà hắn nói thế này, hắn bảo là mày ấy mà cộng sản mà sập đổ thì là mày mày biết mà tao đấy, nó nói là nó là yêu cây xanh với nó yêu dân oan ấy. Nên cái giọng đấy là giọng gì? Cho nên em mới bảo là cái bọn này này, hắn mà không có cảnh sát thì ta bảo vệ cho nó, dân nó ra đường á đập chết như cái bọn bắn cắp chó. Chính xác. Tôi nói mà cái nếu như cái thằng đấy mà vào tay tôi, mà cái hôm đấy mà ở cạnh nó thì tôi cho nó một cái quả lựu đạn này vào trong cái miệng của nó cho nó nổ tung cái miệng của nó ra. Ủa ông nói à? Thằng mà đi bộ đội về đấy, rồi là cũng đi vì tiền vì bạc, rồi là đi, đi 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 theo người ta đi biểu tình ngoài đường đấy. Em nói cái ngày đấy mà trong chiến trường mà hắn phản bội người ta bắn chết nó rồi. Bây giờ nó về nhà đấy, người dân mình nên là phải đóng tiền nuôi nó ăn. Nuôi nó ăn, nhà nước cấp, nhà nước người ta làm người ta cấp cho nó ở. Nó còn đòi hỏi cái gì? Người đẹp đấy. Nó còn đòi hỏi quan tài chôn nữa sao? Mà nó ra đường nó biểu tình, nó bảo nó lật đổ cộng sản. Người đẹp ơi. Là hắn còn mua quần áo bộ đội, mua quần ngoài quần áo cảnh sát, hắn dàn dựng là bộ đội đánh nhau này, cảnh sát đánh bạc này, rồi là cảnh sát ngồi internet này. Tôi bảo chúng mày có dính hề dính kịch cũng là hàng ghét thôi, mà chúng mày chưa hiểu cái con người cộng sản. Nó nói mở miệng nói chửi cộng sản, cái đứa con nít mới đẻ hôm qua con nó cũng là cộng sản, nó đã sống trên đất nước Việt Nam nó là cộng sản. Còn những cái nó nói là cái dân Việt Nam Cộng Hòa nó yêu nước, yêu yêu dân, yêu đồng bào. Cứ nói đi nhá. Những cái thằng mà cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đấy, nó cụt tay cụt chân đấy, nó làm được cái gì nó ăn. Nếu không có cộng sản, nó chết từ khi giải phóng rồi. Nhà nước phải đào tạo ra những các cái sổ số kiến thiết để cho nó đi bán, để nó kiếm nó ăn. Đó, nhà nước đang tạo điều kiện cho nó. Rồi những các cái con cave, những các cái con Việt Nam Cộng Hòa mà ngày xưa bị cái bọn Mỹ với bọn Việt Nam Cộng Hòa mà nó đè ra, nó hiếp dâm, nó bắt đi làm cave cho nó đấy, xe đa xe đụng đấy, cộng sản phải dọn dẹp chúng nó, phải cho nó uống thuốc cho nó khỏi, mà phải mở một cái nơi để cho nó may mặc, rồi để nuôi thân của nó, không có cộng sản nó chết rồi. Rồi là những nó đi rồi bố mẹ nó già yếu ở nhà đấy,
cơm có mà ăn, gạo không có mặt, nhà siêu nhà vẹo đấy. Nhà cộng sản này phải đóng tiền này đi làm nhà cho nó ở, mà nó tối ngày nó sủa về Việt Nam, nó nói là nó yêu, nó đã yêu đến gia đình nhà nó chưa, mà nó nói yêu dân Việt Nam. Tôi nói đơn giản này, tôi nói đơn giản một cái câu như này thôi. Những cái người ở hải ngoại ấy đã gửi tiền về mà cho người, cái người dân ở cái khu địa phương, cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam mà đi biểu tình hàng ngày đấy, đã gửi tiền về cho nó đi ra ngoài 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 mộ của mấy cái thằng mà giết dân Việt Nam mà chết ăn phơi xác á, có đứa nào gửi về 1 hào để đi nhổ cỏ cho cái bọn đó không? Rồi là những cái người mà cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa cụt hai chân hai tay, không có Việt Nam mà mở cái xổ số ra để cho nó đi bán vé nó ăn ấy, thì cái bọn ở hải ngoại có gửi tiền về cho người ta ăn không? Rồi bây giờ về dựa vào mấy cái thằng cụt tay cụt chân với cái mấy cái bộ hải cốt của cái bọn anh em nhà Ngô Đình Diệm với lại cái bọn đấy là đi kiếm ăn. Anh em nhà Ngô Đình Diệm có phải cộng sản giết không hay là Việt Nam Cộng Hòa giết? Tìm đến một người Việt Nam Cộng Hòa để mà biểu dương cũng không có. Rồi là Việt Nam Cộng Hòa lấy ngày nào để làm cái ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm mà giết người dân Việt Nam, hiếp dâm con người ta rồi giết luôn, rồi là giết người ta được buộc vào đuôi xe tăng nó kéo lê có lết à, hay là ngày kỷ niệm của nó chặt đầu người Việt Nam? Nó đã sống không có tim có gan rồi mà nó suốt ngày nó sủa về Việt Nam. Tôi nói hắn ở nước Mỹ thì hắn phải sủa ở nước Mỹ đấy, mà chúng mày đã ghét người Việt Nam, đã ghét cộng sản thì đừng bao giờ nói đến. Chúng mày đi theo thằng Mỹ rồi thì chúng mày đừng bao giờ phát ngôn nói tiếng Việt Nam nữa, mà chúng mày phải nói tiếng Mỹ đi. Đi đến cái nước người ta có văn hóa, mà cái loại chó chết này nó chỉ là hơn con chó một đôi đũa, nó không bao giờ nó thay đổi được. Cái đầu óc của nó chỉ có cứt với đái thôi, chứ còn không bao giờ nó thay đổi được. Người ta sống ở một cái nước văn hóa, người ta phải học văn hóa. Đằng này là cái óc với cái tim của nó chỉ có cứt với đái, không không có văn hóa nào cả. Cho nên nó sủa về Việt Nam, nó thuê một cái thằng, cái ông Lê Sa Phạm đấy, với lại một con Trang Lê, với lại một con Hồng Thái Hoàng, rồi là con Ly Sa, rồi là con Mã Tiểu Linh, mấy cái toàn những các cái thành phần mà ở Việt Nam ấy, nó làm ca ve ở Việt Nam lỗ thời rồi, già rồi chẳng có chỗ nào nó ngủ ấy. Rồi bây giờ là mấy cái thằng hải ngoại về là rước sang bên để nó canh gà canh quẹ ra để đi làm cái bài đọc ở trên mạng ấy. Nhưng mà nó diễn thì chẳng qua là diễn hề diễn tuồng cho nó nghe thôi, chứ còn chẳng qua ai, tôi có xem tụng lướt qua tôi có nghe đâu, nhìn cái mặt của chúng nó là tôi có bao giờ tôi nghe. Nói chuyện với chúng nó thì nói với con chó nó còn hơn, con chó người ta nuôi đấy nó còn bảo vệ chủ, chủ rớt xuống nước nó còn chạy xuống nó vớt lên. Nhưng cái bọn này ấy, bố mẹ nó sống ở Việt Nam, tôi nói thẳng như cái thằng Quốc Huy đấy, vợ nó ở Việt Nam, bố mẹ nó ở Việt Nam, mà nó suốt ngày nó sủa về Việt Nam, nó chửi cộng sản với nó chửi dân Việt Nam, nó chửi bố chửi mẹ nó chửi ai, nó vác mình cái xác nó đi thôi. Chứ bố mẹ nó vợ con nó khuân được đi à, mồ mả tổ tiên nhà nó khuân được đi à? Cho nên là cái bọn này á, hắn chỉ vì vì đồng tiền mà nó bán rẻ cái lương tâm của nó. Cái bọn này làm gì có lương tâm, cái loại đấy chỉ hơn con chó một đôi đũa, em nói chị nghe đấy. Của bọn mà hắn 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 lên mạng ấy, hắn cứ làm như là cộng sản không biết chữ không biết bưng ấy. Tôi bảo nó vào đây này, chúng mày đủ bản lĩnh gọi điện cho tao chửi nhau với tao này, thích nhảy múa tao cũng nhảy múa được, thích chửi nhau tao cũng chửi nhau, chửi bậy tao còn chửi hơn chúng mày. Chúng mày chưa là cái gì nha, đừng có tưởng chúng mày lên nha, chúng mày vỗ đít vai phanh ngực rồi khoe vú khoe ve, chúng ta không làm, chúng ta thừa sức làm. Còn nên cứ mở miệng nói gọi là cộng sản xuất khẩu lao động với chất này, cộng sản chúng ta phải làm mới có mà ăn, còn chúng mày là đàn ông thì đi ăn đi đi và đánh thuê, còn đàn bà thì bán trâu nuôi miệng, chúng mày không phải làm, còn chúng ta phải làm phải ăn. Chúng mày không đi làm thuê, chúng mày bán trâu nuôi miệng, chúng ta không làm được cái nghề đấy, chúng mày là cái nghề tụt quần. Còn chứ mở miệng là nói này, hắn chứ chị có biết làm sao mà hắn chứ nói Trung Quốc, hắn nhấn mạnh vào Trung Quốc, hắn gây sức ép với Trung Quốc với Việt Nam không? Hắn làm khổ những cái người mà lao động lưu vong ở Trung Quốc đấy, bị công an bắt rồi đánh đập người ta, hắn tức Việt Nam chửi nó mà đánh đập người ta. Hắn nói yêu Việt Nam cái gì? Hắn sức ép với Trung Quốc là hắn nhìn cái thằng Trung Quốc như một cái thằng khổng lồ đấy. Hắn muốn Trung Quốc, hắn gây sức ép với Trung Quốc để Trung Quốc đánh Việt Nam để hắn đánh cướp chính quyền. Nhưng mà hắn ngu lắm. Một khi mà Việt Nam với Trung Quốc mà đánh nhau ấy, người ta lặt hết những cái thằng mà đi biểu tình hàng ngày ở ngoài đường đấy, người ta tử hình xong rồi, khi đấy người ta vi vào người ta chiến tranh. Trước đây Việt Nam chiến tranh với Trung Quốc cũng đánh nhau rồi năm 79 đấy. Trung Quốc nó còn chết chưa, chôn còn chưa đổ, còn ở cái khu bằng tường đấy còn chôn, còn không còn nơi nơi mà chôn người nữa.
bây giờ lại muốn đánh với Việt Nam, nó đánh với thằng Mỹ nó còn không sợ, nhưng đánh với Việt Nam nó còn sợ vải đái. Chúng tôi ở đất nước người ta này, chúng tôi hiểu biết này, đừng có tưởng đâu là chứ hắn nói là Việt Nam mình là nợ mỗi một đồng người là nợ 1.000 đô nợ công. Nhà nước có bắt dân trả nợ công bao giờ không? Thằng Mỹ còn nợ Trung Trung Quốc kia mấy vạn đô la kìa. Thằng Trung Quốc nó không nợ nước nào nhưng mà hắn nợ dân nước nó, vay tiền của dân để cho nó vay. Nó chứ tưởng đâu là người ta không biết này. Hắn nói là Việt Nam mình chứ phải đóng thuế để nuôi cán bộ này, chứ nước Mỹ không phải đóng à, một tuần phải đóng 300 kìa, nó mới công bố lên kia kìa. Bây giờ hải ngoại đang chạy về Việt Nam ở kia, suốt ngày nó bới ở Việt Nam, chứ tới đây người ta tuy quét hàng mấy nghìn người Việt Nam Cộng Hòa chạy sang bên Mỹ đấy, những dân oan, dân 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 ức đấy, dân oan rồi là dân yêu cá trong in cây xanh đấy, chạy sang bên đó, không có nơi ăn đi ở thì không có đấy, bỏ rơi đấy, hắn đuổi về Việt Nam đấy. Việt Nam không nhận nữa rồi là đi đâu, đi xuống biển cho cá sấu ăn à, rồi những cái hải cốt mà chúng mày chết ở bên Mỹ, chúng mày mang về không chôn ở bên Mỹ làm sao lại mang về Việt Nam đèo Hải Vân để chôn, đi sang Mỹ yêu Mỹ thế làm sao không chôn ở bên á, phải mang về Việt Nam này chôn. Đù má cái loại súc vật nó chứ mở miệng ăn nói những các cái giọng bực bội. Em nói thật với chị, cái bọn này á, cái bọn mà chứ mà biểu tình hàng ngày ở Việt Nam đấy, hắn là hắn chứ dựa vào làm sức ép cho những cái người, người ta công an rồi những cái người mà người ta có cấp có quyền, nó làm sức ép người ta. Nhưng cái bọn này này, nhà nước cứ để cho dân người ta trị, chỉ có huy động dân ấy, chỉ nói một câu thôi dân nó ra đường, nó tràn nó đường, nó dẫm chết bọn này, nó đánh như bọn ăn cắp chó, đánh chết lè lưỡi. Còn chứ để cho nó quen lờn với chó lấy mặt, chứ tưởng đâu là mình sợ nó. Thằng Dũng xe ôm bây giờ nó mới gõ cho gãy hai cái răng cửa, mẹ ra đường bây giờ nó nhìn thấy nó đập chết. Trước đây là người ta chưa lên mạng người ta không biết, là chỉ thấy đi biểu tình người ta cứ tưởng nó là nó mất đất mất cửa rồi là nhà nước hiểu lầm nó nữa, nó hiểu lầm nhà nước sai lầm chỗ nào cơ. Nhưng bây giờ người ta lên mạng nhiều, người ta càng biết cái bộ mặt của nó ra rồi. Oan ức cái gì cái bọn đấy, tôi cứ bảo là cái bọn này nó oan đấy. Nhà nước ở địa phương nào người ta cũng có cơ sở để giải quyết những các cái công việc khúc mắc, làm sao phải ra đường đi biểu tình. Nước Việt Nam là cộng sản chứ không phải là không phải tư bản, không có không không, không được cấp biểu tình. Mẹ nó chứ cứ tưởng đâu là nó là cái gì. Nó bảo ra đường nói đi xe không đội mũ, cảnh sát người ta hỏi người ta nói lại bảo trên đấy tôi không biết, ra đây không có lý do không có lý luận, đã ngu lại lại đi đấu lý với người ta quan học, lại còn nói là chúng tôi đóng thuế chứ người ta không đóng thuế à, anh đi chợ anh gửi xe không mất tiền à. Má nó hắn chịu hơn con chó một đôi đũa nên không biết được ăn được nó, cô lao cô tép. Nên tôi mới bảo nói trên mạng là huy động người dân ra đường, mà chứ gặp cái bọn mà chống đối lại cảnh sát đây này lại ủng hộ cảnh sát đập chết mẹ đi, nó có phải dân Việt Nam gì đâu, toàn có dàn dựng để hắn gửi cái video đấy sang bên Mỹ để hắn kiếm tiền hắn ăn này. Mình làm sao mà để cái đất nước của mình để cho hắn lợi dụng đất nước để hắn đi đi kiếm tiền hắn ăn, hắn nuôi thân hắn, mà mình phải đi làm tật mặt à, hiểu nhận không? Em nói chị nghe này, ở ở bên cái hải ngoại đấy, nó tưởng đâu là hắn thấy ở Việt về Việt Nam ấy, nhìn thấy cái bọn ở trong miền Nam đấy ăn mặc kia ngực khoe vú, đã nói là con người cộng sản à, thế này thế nọ. Tôi bảo cái bọn Mỹ chúng mày ở bên đấy, chúng mày Việt Nam Cộng Hòa chúng mày sang bên nó bán cà phê đấy mặc có mình cái cốc chê để lồn để vú ra ngoài ấy, chúng mày cứ tưởng đâu chúng mày đẹp lắm ấy, chứ tưởng người ta không biết. Chúng mày cứ tưởng đâu là chúng mày lấy vải vải màn che mắt thánh. Bố tổ tiên sư là một cái thằng Ngô Kỳ với lại mấy cái thằng toàn những cái bọn mà đầu chợ đuôi cướp ở bên đấy, nhà không có mở không có ăn, những cái người mà người ta cầm đầu cái bọn Việt Nam Cộng Hòa thằng bên đó thừa tiền nó ngốn ăn, nó có phải ra đường đi biểu tình đâu. Người đó người ta có ăn có học, hắn biết được cái số phận của nó rồi hắn phải im lặng để cho nó đẹp cái mặt. Người làm phúc trước đây mình gây ra những cái tội ác rồi, bây giờ mình phải làm như thế nào để giúp đất nước, phải tu bổ đất nước, phải làm như thế nào để cho cái đất nước của mình. Nên chứ nói xấu Việt Nam, hắn nói tiếng Việt Nam làm gì, hắn phải nói tiếng Anh đi, nói tiếng Mỹ đi, đừng nói tiếng Việt Nam nữa. Đài ABC rồi đài tiếng nói tự do rồi sao không nói ở bên Mỹ, cứ nói là Việt Nam là gì, Việt Nam đâu có thuê nó. Thì con đi mẹ nó nói chứ suốt ngày nó sủa vì Việt Nam mấy cái con caviar hết thời ở trên mạng, trên mấy cái đài tiếng nói tự do rồi đài cái gì đấy. Em coi giờ em xem đây,
Em mà nhắn tin lại cho nó, em bảo mấy cái con lý hết thời chúng mày ở bên ấy, cái lũ chúng mày là nô lệ tình dục cho Mỹ, chúng mày sủa cái bản thân chúng mày đi, không phải sủa về Việt Nam. Em nói anh nghe này, mấy cái ông nhà báo ở ở bên Mỹ đấy, anh cứ khen thằng Mỹ giỏi ấy. Mà mấy cái ông nhà báo ở bên đấy mà bị cái bọn này đầu trộm bị cướp ở bên đấy bắn chết đấy, sao thằng Mỹ không điều tra ra được? Này Việt Nam nha, trong 1 tuần thôi là người ta lôi cổ ra rồi. Chê chó chê mèo lắm lông, nhưng mà thấy thật ra chó nó còn lắm lông hơn mèo. Đã làm chó rồi thì người ta chứ đi làm chó đi, lại suốt ngày với cào tế về Việt Nam là đi nói. Anh nói anh yêu Việt Nam đấy mà anh bỏ tiền về anh cho cái bọn trẻ Việt Nam đấy đi đánh bom hết chỗ nọ đi chỗ kia đấy. Như Việt Nam mình mà không thông suốt, không tiêu quét thì có phải chết oan bao nhiêu người không? Đây là anh muốn tiêu diệt Việt Nam, chứ không phải là anh yêu Việt Nam. Cái bọn này là cái bọn trên răng cái cắt tút thôi, nhưng mà suốt ngày là anh chứ đi xin để hết cái bình nọ đến bình kia để đi ăn xin ăn mày hết chỗ nọ chỗ kia vài đồng tiền. Anh gõ được 5 đồng thì anh gửi về 2 đồng còn 3 đồng anh ăn. Đấy là anh lợi dụng những người ngu để anh làm giàu cho nó. Chứ anh yêu cái gì? Anh yêu cái mã cha mã mẹ nhà nó còn không về nó nhổ cho mẹ nó cây cỏ. Em này em rất bức xúc, em nói thật với chị chứ. Nhiều lúc á, mà chứ muốn nghĩ mà chỉ mong cái chính phủ, em nói nha, nhờ dân Trung Quốc này ra biểu tình hiến cho quân đội và bắn chết là lượt làm gì nó. Mỹ đấy, ở bên Mỹ thôi nha, một cái nhà thờ đấy mà có mấy cái thằng Hồi giáo về đấy, anh đánh xe tăng về anh giả cho 2 quả bom chết sạch đi làm gì nó. Mà Việt Nam mình ấy, cái lũ giáo dân đấy, giáo đạo đeo cái bảng đạo là phải có đạo đức, giáo gì mà đến đi điệp bớt thành phạch cho đi ăn thịt chó rồi đến đi toàn có đi chửi bới cộng sản đi dạy con đi chiến tranh giáo gì cái loại đấy. Cho nên là tôi mới bảo là cái bọn đi chứ cho nó quả lựu đạn cho nó chết hết ở trong nó đi để làm gì cho nó bẩn cái xã hội Việt Nam mình nha. Nhiều lúc ở mình ở nước ngoài này người ta chỉ bảo làm sao mà Việt Nam chúng mày không dọn dẹp cái bọn nó đi, tôi bảo là cái bọn này là không phải người Việt Nam chúng tao, mà hắn là ngày xưa là hắn theo Mỹ rồi một số là một số là ngày xưa là địa chủ đấy, bây giờ phối hợp với nhau dân Hà Nội đấy là địa chủ, mà ở trong Nam là cái bọn chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Em hỏi chị lên bây giờ anh nên đi ra đi dọn mồ mả thằng Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Diệm anh em ông Ngô Đình Diệm ở dưới mồ đấy, ông trẻ nói mà là địt mẹ chúng mày giết tao rồi bây giờ chúng mày đi đến đi thắp hương với tao à, tao giáo mượn chúng mày, ông trẻ trả lời như thế. Cái lũ thần kinh Mỹ thấy nó nhục thật đấy. Nếu như anh em nhà thằng Ngô Đình Diệm mà còn đấy thì anh bảo là địt mẹ chúng mày, chứ chúng mày giết tao chết, tổ chức giết tao chết rồi chúng mày đi bây giờ lại đi đem ảnh của tao ra đi bêu rếu à, ông nó còn chửi lại cho. Mà nếu như mà ông nó mà thiên ông về ông bóc cổ chết. Cho cái đất nước Việt Nam này 1 mét đất là 3 người nằm xuống biết đổi được cái ngày, biết đổi được cái ngày bình yên ngày hôm nay. Mà bây giờ vì đồng tiền của nó mà nó lợi dụng cái đất nước của mình để đi phá rối làm sao cho dân nó ra, dân trị dân là anh không nói được, thế giới không nói được, dân trị dân không ai nói được, để cho đánh người chết như bọn ăn thịt cặp chó đánh cho nó chết lẻ lưỡi. Bọn cái bọn này mà cứ để cho nó sang cái nước gì đấy mà anh chỉ bắt được là anh cắt cổ, anh cắt tay cắt chân đấy. Ở nước Việt Nam ấy thì tung hoành chẳng ai nói đến, sang bên Mỹ đấy nhìn thấy thằng cảnh sát Mỹ là phải lùn lợi nó đi qua, nó phải dạ phải thưa bẩm thưa nó, mà lại cứ sủa về Việt Nam bảo là không được tự do với lại thế nọ thế kia, ai buộc chân lại mà không được tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn nói gì nói, ai làm gì. Anh đừng phá đối đất nước, anh đừng có phá đối chính quyền là ai thì ai người ta làm gì đấy. Đi nói trời nói đất nói khét nói láo nói không có ai nghe được. Cái bọn này, cái bọn mà dân oan dân ủng Việt Nam ấy, tôi chứ đề nghị em nói cho chị nghe chứ, những cái thằng mà đi đi cái bọn dân oan dân ủng đấy chứ cho tặng cho chúng nó mỗi đứa một cỏ quan tài đào hốc trước đi, rồi bảo nó ra đấy nhảy ông đấy chôn chôn nó đi để nó làm gì cho ô nhiễm môi trường. Thôi em có việc bận đây rồi, là chúc chị một buổi tối vui vẻ nha. Lúc khác thì em mình lên mạng nói nhiều, bây giờ em bận cho bọn trẻ nó ăn đó. Rồi, người đặt tên gì vậy? Dạ, bye bye nha, các bạn trên mạng nha. Ok. Ôi giời, em không biết tắt chỗ nào cả. Ha ha ha.
bấm vào cái chỗ dấu nhân dấu thập á, mà để ngang rồi chẳng nhìn thấy cái gì cả. vào cái chỗ dấu Tốt nhất là bác ở bên đó, bác tắt đi, em đi làm việc của em đây, ok lúc khác này nói nhiều. ok Chào anh chị em trên mạng nha.